Đây là đường Bà Triệu quý vị. Ở Sài Gòn quý vị có điện thoại mở 3G online và lít vô sẽ báo địa điểm đến, xuống xe thì giá tiền cự ly đó quý vị. Giờ ta rất chuộng Grab Bike, tránh kẹt xe. Xây ngã 6 Nguyễn Phi Phương quý vị. Thank you.